Chào các bạn, hôm nay mình vừa mới mượn được chiếc tủ lạnh từ Samsung và mình sẽ trên tay chiếc tủ lạnh này giới thiệu cho các bạn những điều thú vị mà mình thấy được ở nó. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu về thiết kế bên ngoài của chiếc tủ lạnh. Chiếc tủ lạnh này có hai màu, đó là màu trắng bạc và màu xám titan. Cái mẫu các bạn thấy ở đây là mẫu màu xám titan. Với phần bên ngoài của chiếc tủ lạnh này được thiết kế bằng thép không rỉ. Ở đây chúng ta có thể thấy những cái sọc rất là đẹp và theo xu hướng tối giản, hướng tới các bạn trẻ thích về vẻ bên ngoài. Bên phần thân thì được thiết kế bằng vật liệu giống như giả da, và với vật liệu này nó có một cái độ nhám nhất định nhằm hạn chế việc để lại dấu vân tay trên chiếc tủ lạnh. Đây là chiếc tủ lạnh ngăn đá dưới đầu tiên mà Samsung ra mắt tại thị trường Việt Nam. Thì với thiết kế ngăn đá dưới thì mình cảm thấy rất là thích, bởi vì mình ít sử dụng ngăn đá mà mình sử dụng ngăn lạnh nhiều. Và với thiết kế ngăn lạnh nó nằm ngang tầm tay của mình như thế này thì mình mở ra có thể sử dụng thoải mái hơn. Ngoài ra thì Samsung còn bố trí cả một cái vòi nước lấy nước từ bên ngoài ở đây, và chúng ta có thể lấy nước từ bên ngoài một cách dễ dàng mà không cần phải mở vô tủ lạnh quá nhiều lần. Đối với ngăn mát thì chúng ta có 3 kệ để đựng thực phẩm trong ngăn mát, một ngăn đựng rau củ và một cái ngăn cấp đông mềm Optimal Press Zone. Ở đây Samsung có bố trí một ngăn trượt ra trượt vào để nhằm mục đích tăng diện tích cho ngăn chứa, cũng như là khi các bạn có những vật dụng mà cao như thế này thì các bạn có thể đẩy ngăn chứa vào trong và các bạn để ở đây. Đối với phần ngăn rau củ quả và phần ngăn Optimal Press Zone thì đây là hai cái ưu điểm của chiếc tủ lạnh này. Với cái thiết kế trượt ra rất là dễ dàng để chúng ta có thể lấy được thực phẩm từ bên trong, và cái dung tích của nó cũng lớn hơn so với những cái ngăn chứa rau củ bình thường. Và bên dưới ngăn rau củ là ngăn Optimal Press Zone, thì đây là điểm nhấn của chiếc tủ lạnh này. Ngăn Optimal Press Zone với khả năng cấp đông mềm ở nhiệt độ âm 1 độ C để đảm bảo cho những cái miếng thịt như cá của chúng ta chỉ bị đông ở phía bên ngoài, và chúng ta có thể đem ra và chúng ta chế biến ngay lập tức mà không cần phải ra đông. Mình thấy cái ngăn chứa này nó khá là to, chúng ta có thể bỏ vào đây cả hai con gà mà chúng ta không cần phải chặt nhỏ nó ra. Thì đây cũng là một trong những cái điểm cộng lớn của chiếc tủ lạnh này. Với phần cánh tủ thì do thiết kế của chiếc hộp đựng nước phía bên trong này mà cái phần cánh tủ chúng ta sẽ bị hạn chế cái diện tích sử dụng. Ở đây chúng ta có một ngăn, hai ngăn nhỏ hai bên và ngăn trên cùng để chúng ta đựng trứng. Thì hai ngăn nhỏ hai bên này chúng ta có thể đựng những cái loại gia vị chúng ta thường hay sử dụng, và ngăn dưới này là một ngăn thiết kế mình nghĩ có lẽ để sử dụng cho chúng ta đựng nước là phần nhiều, những loại nước ngọt, bia các thứ. Và những cái ngăn này chúng ta có thể tháo ra một cách dễ dàng để vệ sinh. Với cái phần hộp nước với dung tích 2 lít, cái việc châm nước thì cũng rất là dễ dàng. Chúng ta có chỉ việc tháo cái nắp ở phía trên như thế này và chúng ta châm nước vào. Nhớ là chúng ta chỉ nên châm tới khoảng mức tối đa là 2 lít thôi, chúng ta không nên châm hơn vì có thể dẫn tới cái việc mà rò rỉ nước. Và cái ngăn này chúng ta cũng có thể tháo ra để vệ sinh. Khi chúng ta tháo cái hộp này ra vệ sinh thì nó sẽ tạo ra một cái lỗ hổng ở phần vòi nước này, và nó sẽ gây ra thất thoát về khí lạnh cũng như là gây tiêu hao về điện năng. Với chiếc tủ lạnh ngăn đá dưới này của Samsung thì chúng ta có 3 bộ điều khiển. Ở đây là bộ điều khiển cho ngăn mát, phía trong này là bộ điều khiển cho ngăn đá, và phía bên trong của cái hộp Optimal Press Zone này là cái bộ điều khiển cho ngăn cấp đông mềm. Ở đây chúng ta có thể thấy đây là cái phần điều khiển về ngăn mát. Ở đây chúng ta có 5 chế độ từ 1 độ C tới 7 độ C và thêm một cái chức năng đó là Power Cool, tức là làm lạnh nhanh cho chiếc tủ lạnh này. Và chúng ta sử dụng bằng cách chúng ta nhấn vào cái nút, thì cứ mỗi một nút nhấn thì chúng ta sẽ thay đổi một cái nhiệt độ của cái ngăn làm mát, và nhấn và giữ 3 giây thì sẽ chuyển sang chế độ Power Cool, tức là làm lạnh nhanh trong vòng 2 tiếng rưỡi. Mình thấy đối với chiếc tủ lạnh này có tới 3 cái bộ điều khiển khác nhau thì nó hơi rườm rà, nhưng chúng ta chỉ cần set nhiệt độ một lần duy nhất khi chúng ta mới mua về cho ngăn đá cũng như là ngăn Optimal Press Zone, còn lại thì chúng ta có thể chỉnh nhiệt độ dễ dàng bằng ngăn mát phía bên trên kia. Ngoài việc chúng ta có thể tự chỉnh nhiệt độ của ngăn mát thì công nghệ Digital Inverter còn cho phép chiếc tủ lạnh tự nhận biết khi nào nóng, khi nào lạnh, và có thể tự điều chỉnh nhiệt độ của chiếc tủ lạnh sao cho chúng ta tiết kiệm điện nhất. Ngoài ra thì công nghệ làm lạnh vòm giúp cho từng ngóc ngách trong chiếc tủ lạnh đều được làm mát và không khí lạnh đều được đưa tới, và mỗi một ngăn thì sẽ có một cái hộc để thoát khí cũng như mà đưa khí lạnh vào. Và phía bên trong của chiếc tủ lạnh này đó chính là tấm lọc không khí bằng than hoạt tính, giúp cho cái không khí trong cái tủ lạnh mình có một cái mùi nó dễ chịu hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với ngăn đông. Thì đối với ngăn đông này mình rất thích một cái thiết kế, đó là thiết kế của chiếc hộp làm đá có thể di chuyển được. Chiếc hộp làm đá di động này chúng ta có thể lấy ra ngoài
để chúng ta tiết kiệm diện tích. Chúng ta có thể để thêm đồ vào phía ngăn trong của cái ngăn đông này. Và với ngăn đá này chúng ta có thể làm đá một cách dễ dàng đây. Tuy nhiên, nhược điểm của ngăn làm đá di động này đó là rất là dễ sụp xịt ở bên trong cái chiếc tủ đông này. Và nếu mà chúng ta để nhiều đồ, chúng ta lấy ra lấy vô, sụp xịt tới lui rất là khó chịu. Bên dưới chúng ta sẽ là một cái ngăn đông chúng ta có thể trượt ra. Và với ngăn đông này chúng ta có thể để những cái thực phẩm mà chúng ta cần đông lạnh để giữ lâu hơn. Cái ngăn đông này cũng được thiết kế khá là rộng để chúng ta có thể để được nhiều đồ. Tuy nhiên, với cái ngăn đông lại đứng như thế này, khi mà chúng ta để đồ nhiều đồ quá thì chúng ta phải sắp xếp một cách khoa học và thông minh để tránh cái tình trạng chúng ta phải lấy hết tất cả các món ra để chúng ta lấy được cái món mà chúng ta cần. Với mức giá 13.390.000 cho chiếc tủ lạnh Samsung 310 lít này, mình nghĩ đây là một sự lựa chọn khá là phù hợp đối với những cái gia đình trẻ hoặc là đối với những bạn trẻ mà yêu thích cái việc nấu nướng tại nhà, muốn có một bữa ăn lành mạnh hơn, sạch sẽ hơn. Cảm ơn các bạn.